thì ngay dưới mỗi mét vuông đất chúng ta đang ngồi đây đều có xương máu của các liệt sĩ chúng ta đổ xuống. Gần 1,2 triệu liệt sĩ của chúng ta đã nằm xuống. Cho đến giờ phút này còn 53 vạn liệt sĩ nữa chưa biết tên. Trong 53 vạn liệt sĩ thì còn đến 18 vạn người cho đến giờ phút này còn nằm ở các chiến trường cả Việt Nam, Lào và Campuchia. Tôi cũng đã từng có nhiều lần đau đớn chôn cất đồng đội chúng tôi. Đơn vị chúng tôi, sư đoàn chúng tôi có đến hơn 10.000 liệt sĩ, có đến gần 100.000 thương binh. Có nhà thơ đã nói rằng nếu đơn vị tôi về đủ, sư đoàn tôi thành 10 sư đoàn. Chúng ta thấy chiến tranh khốc liệt lắm, ác liệt lắm. Vật chất và những thứ chúng ta đền đáp không bao giờ xứng đáng với sự hy sinh mất mát của các thế hệ cha ông chúng ta. Tôi xin thưa rằng cái nỗi đau, cái nỗi buồn của người cha, người mẹ, người vợ, người chị, người em, của rất nhiều thân nhân gia đình liệt sĩ chúng ta đang từng ngày, từng giờ khắc khoải, mong ngóng để muốn tìm cho được xương cốt của con em mình. Như mỗi lần về đến quê hương chúng ta, về đến các gia đình liệt sĩ, tôi xin thưa với quý vị, chúng ta không cầm được nước.